Olha! Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm của xã Tân Hợp, đang trên đường để đi vào cầu cứu đồ đạc, tất cả mọi thứ để trong cầu Khe Ba các bạn ạ. Hôm nay là một cơn lũ rất là to, từ đầu năm đến bây giờ đây là cơn lũ to nhất. Hiện tại thì trên các con cầu của xã thì đã tắc hết đường, không vào đấy được rồi. Mình nghe anh em báo là ở trong đấy ngập hết lên rồi các bạn ạ. Rất là buồn luôn. Vào đến đây thì nhìn cái cảnh lũ này thì quá là to, mình chưa tưởng tượng được là ở những cái cầu này mà nước lũ nó tràn qua như thế này. Bình thường mình đi cái nước suối nó tận dưới, cách đây cách cái chân này khoảng mấy mét cơ. Hiện tại thì tắc ở đây một cái cầu này, bên trong kia một cái cầu nữa, và cái cầu Khe Ba của mình hiện tại là đang ngập vượt qua cái đỉnh hòn đá mà mình khoan đá ấy. Vật liệu xi măng các thứ là nghe anh em nói là đã ngập lên hết rồi. Rất là buồn. Cái bồn là để ở trên chỗ đống sỏi các bạn, gần đống sỏi đấy, là hiện tại là đang không thấy đâu rồi. Cực kỳ là buồn luôn các bạn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tại vì cái anh à, đấy, đây, cái cầu tràn này bây giờ hiện tại bây giờ cao hơn mực nước mặt đường ở chỗ mình đứng này chắc phải tầm gần 1 mét. Bà con hiện tại đang bị cô lập hết ở khu vực này, rất nguy hiểm luôn. Nay có hai bác ở trên xã xuống cùng với dân bản đây này. Đây nhìn ở đây khiếp không, nó đang lên hay sao anh ạ? Nước vẫn đang lên mà, nước đang lên đang lên đây này, lên khủng khiếp, sợ như. Lúc nãy không ngập chỗ này đâu chứ. Lúc lên như này lên trông thấy. Ồ lên ở mầm luôn đây này. Trông thấy. Sợ không? Đây cái cầu này bây giờ hiện tại bây giờ đang mắc rác rất là nhiều nên là nó ứ tắc ở đây và nước bây giờ nó tràn ra đây các bạn. Toàn rác. Anh ơi, cái này có con nó hay bị tràn như này không? À, cũng hay bị à? Nhưng mà đợt này có vẻ là to đúng không? Ở trong này mưa to lâu chưa? Anh? Mưa từ tối hôm qua rồi. Tối hôm qua, ui dồi ôi, kịp thế. Ui. Ở ngoài phòng trọ mình mới có mưa, có rạng sáng nữa mà. Ui dồi ôi. Sợ chưa? A man thật. Cái cây xoan kia nó mắc ở kia rồi anh nhỉ? Bây giờ rác mắc càng ngày càng nhiều đây. Sợ thế nhỉ? Dâng lên rồi, dâng nước lên rồi. Ui. Sợ chưa? Đây các bạn nhìn này, hình ảnh những bà con không đi được qua suối đây, cầu tràn đấy. Cái này là nhược điểm của cái cầu tràn, khỏe thì rất khỏe nhưng mà lũ to là không đi được. Nhưng mà cầu này không phải là tràn thấp nhưng tràn cao ấy. Can dầu của em đây rồi. Can dầu A Tú đang trôi. Các bác còn thấy cái bồn báo hộ em với nhá. Cái bồn của em mình không thấy rồi. Trôi mất bồn. Cái bồn đấy nặng phải đến gần 1 tấn. Thầy ơi, tắm này thì không phải đi vào đâu. Đây đây.
khéo lại ngập xe đấy. Xe mình, các bạn ơi, lúc nãy mình đứng ở dưới này thì chưa có nước, bây giờ ngập lên tận trên đây rồi, ngập sắp lên nhà của chú đây rồi, nước càng ngày càng lớn. Trận này là trận lịch sử đấy nhé. Đây, khu vực này ngập lên hết này. Lúc nãy nó có lên như này đâu. Càng ngày càng lớn luôn. Đấy, chúng ta lên bên trên này, bên trên đầu nguồn này xem. Ôi dồi ôi. Đây. Càng ngày càng to nhỉ. Đang về to lắm. Đây này. Lên tận mép đường này rồi các bạn ạ. Sợ như này bà con chắc phải cô lập hết gần ngày mới đi qua được cái này. Đây, hiện tại mức nước càng ngày càng tăng lên các bạn ạ. Đây, quán của nhà cô chú này bắt đầu ngập lên đây này. Càng ngày càng nước nó dâng lên cao. Cực kỳ nó nguy hiểm luôn. Nghe cô chú nói ở đây là... Cô ơi, ở đây là lần nào ngập như này chứ? Chưa. Cái năm 88. 88? Là 74. 71 này, 88 này. 2018 nữa có to này không? Không. Thế yeah. Nó bình thường, nó có nhưng mà bình thường. À. Thế thì chứng tỏ là năm nay là lũ to gần như là lịch sử đi chứ còn gì nữa. Chết giờ nhỉ. Chưa ấy, còn đang lên. Nó còn đang lên đấy. Nước vẫn đang lên mà chưa xuống đâu. Chưa, đang lên. Cái này là ở trong ngọn ngòi coi như là mưa to. Vâng. Thế nếu mà mưa ở ngoài này như này là cũng bình thường chứ làm gì mà to lắm nhỉ? Không ảnh hưởng cái gì cả. Đấy, như cháu buổi sáng đây cháu ngủ cháu thấy bình thường, mưa có tầm khoảng 2 tiếng chứ mấy. Mưa thì có tới lúc mà 7 giờ. 7 giờ sáng đúng không? 7 giờ. Đúng rồi. Là mưa to rồi đấy. Ở ngoài cháu cũng tầm đấy, tầm 7, 6, 7 giờ sáng bắt đầu mưa. Cháu cứ tưởng nó bình thường đấy chứ. Không ngờ nó lũ khủng khiếp như này. Nó cứ bắn vào quán này. Vào rồi, bắt đầu vào rồi đây này. Bắt đầu ngập vào nhà rồi đây này. Mới trễ này đi vào đây. Đấy, hôm nay là được chứng kiến một cái trận lũ lịch sử của xã Tân Hợp các bạn ạ. Đây, nước ở bên này lúc nãy mình đứng ở chỗ kia quay phim nhỉ, đầu tiên nhỉ. Giờ nước tràn hết cả khu vực này, cả chân cột điện này. Cái này mà không... Đấy, từ cả đường bê tông rồi kia kìa. Cái này không biết là họ cắt điện chưa nhỉ? Không biết là họ cắt điện chưa, không để điện này nguy hiểm quá. Bắt đầu theo đường bê tông rồi đấy. Anh em vừa mới nhắn tin ra là sỏi bắt đầu bị trôi. Nhưng mà dân nhìn thấy thế cũng không thể nào mà cứu được các bạn ạ. Đây các bạn ạ, chính thức ngôi nhà, ngôi quán của nhà ông bà đang bị ngập nước vào rồi. Tràn hết vào trong nhà rồi đây này. Xoáy thẳng vào đây cơ. Cái này có cái ván hay cái gì mà be ở đây này anh. Be này nó trôi ra ấy. Kê lên con nước nó tăng lên cửa nước lên nhanh đấy. Nhiều đấy. Bây giờ phải kê hết cái đồ đạc này các lên luôn. Thế này là không có. Từ 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 nào
điện chưa? Nào. Tài đấy. Thằng này nặng lắm. Cho lên hàng đi. Rồi. Cái này nữa này, sắp vào rồi đây này. Cái này đi. Tủ tủ. Ủa, nặng thế. Tủ trước đã anh ơi. Ôi cái này không nhanh là cháy tủ lạnh bây giờ đây này. Lăn đi được không anh? Chết rồi. Tập trung ơi, mọi người tập trung vào cái tủ này hộ cái không? Cháy này. Trong này không cho. Tập trung vào bên trên kia xem là tập trung vào đây. Cầm ơi, chỗ này là ăn cầm ơi. Tập trung vào đây đã. Đây, vào đây đã. Nào. Ai vậy? Dọn luôn cái bàn to ấy. Bỏ bớt đồ ra thôi. Cái giải. Ôi gãy cái gì ấy? Nhấc lên. Nhấc hẳn lên, không gãy đấy, gãy cái chân gì đấy. Không mua được là nó ngập vào cái nhà này được đâu nhá. Nào. Ôi giời ơi, gãy cái gì đây? À. Thôi bây giờ Long dọn cái kia đấy. Đó này. Dọn luôn cái bàn cái này không là quanh luôn tảng này à? Em kiếm cái tảng cho vòng con tải đi. Mình không thể ngờ được là cái nhà, cái quán nó cao như thế này mà nó ngập vào tận đây được. Sợ thật. Chỗ hôm đấy mình đứng bây giờ lên khoảng 1 mét rồi các bạn ạ. Lũ lịch sử rồi. Lũ lịch sử của xã Tân Hợp. Ông ơi, kẹo kỵ 18 còn không bằng này cơ mà, nghe ông nói 18 không bằng này cơ mà. Thì đây là chính là lũ lịch sử của xã đấy. Lịch sử đấy. Lịch sử đấy. Ông ơi khéo kéo cái cửa này vào đúng không? Cho nước có đỡ vào. Cào cái này vào hết rồi. Quá nguy hiểm của cái này. À, các bạn ơi, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì nước bây giờ rút vào khoảng 30 phân nước rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là buổi trưa. 11 giờ rồi mình không chờ được nữa. Bây giờ mà chờ chắc phải đến tầm khoảng 3 đến 4 giờ chiều chắc mới qua được chỗ này. Đây bây giờ nước vẫn trên cái mặt cầu này khoảng 1 mét nước. Thế nên là bây giờ mình sẽ rút quân ra ngoài. Ô cái xe mình đâu? Rút quân ra ngoài huyện để ăn cơm đã. Bây giờ cũng chả lo được đâu. Bây giờ dân ở trong đấy người ta cũng chả sang được. Mà mình vào thì vào cũng không vào được. Hai cái cầu, cái này là cái đầu tiên, trong kia một cái nữa, nên là thôi mình về đã, chiều mới lại tiếp tục vào các bạn ạ. Giờ đi qua đây để xem có đi qua được không đây này. Sâu không anh? Sát bên này. Em về nhá các bác nhá, bà ơi, con về đi ạ. Vâng. Thôi, em vào kia còn đón mấy anh em sửa máy xúc nữa. Ở ngoài Hà Nội nữa. Dạ. mong lũ. Nhưng mà mong thế nào nó đã cho một cơn. Các cô, các bác ở đây cũng ai cũng xem video của A Tú nên là cũng biết A Tú các bạn ạ. Vâng. Đúng dịp lại còn mất hết vật liệu rồi đây. Em chào chị nhá, chào cô nhá. Thôi cháu về thôi ạ, chiều cháu mới quay lại ạ. Chào các bạn, hiện tại là 2 giờ chiều. Mình vừa vào đến đây thì
cái chỗ mà buổi sáng hôm nay mình bị tắc ở đấy thì nước đã rút khá là nhiều rồi các bạn ạ. Bây giờ cầu bà con đi lại được rồi, nhưng mà còn một số cái cây tre, bụi nứa nó gác hết ra qua đường và vẫn bị tắc, ô tô là vẫn chưa qua được. Và từ cái đoạn cầu đấy mình vào đây thì thật sự là đúng là trận lũ lịch sử của xã, của cái địa bàn này các bạn ạ. Tất cả mọi cái khu vực trồng cấy của bà con nhá, như là vườn ngô này, rồi là ruộng lúa này, rồi là cây que này, cột điện này, đổ này, cả những cái khu vực mà ruộng đồng lúa ngô đổ dạp xuống hết các bạn ạ. Sao cái hỏng hỏng ấy á? Dạ. Hỏng được ạ? Hỏng cái gì? À, vâng. Thiên tai là gì vậy? Vâng, thiên tai thì chấp nhận thôi. Mất máy rồi ạ? À? Chú ơi, tôi mất máy rồi. Không. Em hôm nào em có cái vấn đề về cắt xỏ anh ủng hộ nhá. Dạ vâng, vâng, ok anh. Cảm ơn anh. Ủng hộ cái em mà. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Anh, vâng. Nhưng chú có hai xe đậu đường. À, anh đấy à? Lúc nào ủng hộ. Vâng, ok anh, ok. Cảm ơn anh nhá. Vâng, vâng. Các bạn ạ, nói lại với cái thiệt hại của bà con ở ngoài vào thì thực sự là nhìn thiệt hại rất là nặng, nhất là các cái hệ thống máy phát điện của bà con mà ở những khu vực ngoài này chưa có điện lưới ấy. Tất cả các hệ thống máy điện mình thấy ai cũng, bà con nào cũng phải đi sửa chữa, mà có nhà thì trôi mất máy, rồi là cột điện đổ sập và đường sạt lở. Hiện tại cái con đường vào thủy điện, đường vào cái khu vực cầu này là đang bị sạt đấy nhá. Bên trong này là đường vào thủy điện mini thôi, nhưng mà chưa làm đâu, bây giờ mới đang làm gì nhỉ? Bây giờ mới đang khoan ống, khoan điếc gì, nói chung là nó liên quan đến cái việc móng miếc gì ấy. Nhưng mà chưa có thủy điện ở trong này đâu nhá. Cái việc lũ này là do mưa to chứ không phải là do thủy điện đâu. Bây giờ là hiện tại cái con đường vào đây là đang bị tắc này. Đấy là cái vấn đề nan giải này. Và thiệt hại thì bây giờ mình sẽ xuống để xem như nào. Đây là con đường xuống thì hiện tại thì đang thấy sạt lở. Hôm trước mình cũng đã nói rồi là cái đường múc mới này kiểu gì nó sẽ sạt những cái tầng đất mượn ấy. Còn ở phía chân dưới ấy thì nó là đất củ và đất đá thì mình không sợ. Nhưng mà cái phía bên trên ngày xưa người ta múc đường trên người ta lấp xuống ấy, thì kiểu gì sẽ sạt, thì hôm nay mưa thì chúng ta đã thấy là sạt này, sạt đất đỏ. Ôi, xuống đây nhìn thấy cầu của bà con bị trôi đi rồi. Xin chào. Ôi, cái này đi thế nào được nữa. Bên kia là chú Giàng và chú Phúc đang xem cầu ở bên kia, đang nhìn nước lũ ở bên kia các bạn. Cái đầu tiên, đó là thiệt hại đầu tiên của bà con này, đó là thứ nhất là về cái cầu là đã trôi hoàn toàn này. Đấy, đã mất cái cầu là bà con đang bị cô lập rồi này. Đấy, hiện tại bà con ở trong kia ra này. Kia kìa, các bạn nhìn thấy cái đường mà hôm trước mà đánh cái máy lu lên không? Nước ngập bên đấy, đổ hết cả ngô trên kia kìa. Khủng khiếp không? Ê, em sợ chứ. Đó. Và bên này thì cái đất mượn, cái đất mượn bị nước ngập lên nó xói đi khá là nhiều các bạn ạ. Hôm trước là đổ ra tận cái mép nước kia cơ, sạt đi khá là nhiều. Rồi, tiếp tục vào đây thì thưa các bạn, cái thiệt hại phải nói là rất là nặng nề, đó là về cái bồn trộn.
chỗ này sạt cũng có xuống khá là nhiều. Đây bên này sạt lở đất khá là nhiều, may là mình cũng chủ động là máy xúc ô tô là để ở nơi khác, ô tô là mang đi gửi tận trên kia cơ. Buồn thế nhỉ. Hiện tại là cái bồn trộn đang không biết ở đâu rồi. Đây, xuống đây cho các bạn xem. Cái bồn trộn để ở ngay cái đất hôm nọ đổ ra tận ngoài này cơ mà. Tôn đất đợt trước, hôm trước là ra tận ngoài này cơ mà. Đấy. Quá là nguy hiểm, cái này mai sau khi mà làm ổn cái đầu cầu này thì phải xử lý cái tứ nón, tức là cái trong thiết kế là cái tứ nón, nhưng mình nghĩ là không ổn, phải có dọ đá bọc bê tông thì mới ổn được, chứ còn không được. Đây này, cái bồn trộn mình đã nghĩ đến cái đoạn là để trên này mà mưa xuống là nó sạt thì nó sẽ trôi xuống, mình không nghĩ bao giờ nghĩ được là cái nước lũ nó qua tận bên này đâu. Mình đã buộc vào cái dây xích, buộc vào trong cái cây sắt này. Đây, các bạn cho các bạn lên đây nhìn cái nó bẻ cái cây sắt đi như thế này, xong đó nó mới tuột đi này. Cắm râu như này cơ mà. Đấy, mình đã tính đến cái phương án là sợ trời mưa nó đất nó sạt đi ấy, thì là nó trôi cái bồn trộn đi. Rồi mình buộc như này. May còn giữ lại sợi xích được. Cong cả cái sắt này thì phải biết là như nào rồi. Chào anh nhá. Sợ nhỉ. Dã man. Dã man. Đầu bên trên này ướt hết. Xi măng á. Nước lên tầng đấy cửa. Đó. Đây. Cái máy sao lại trôi ra đây được này. Máy khoan đá này này. Anh ơi, gỡ hộ em cái sợi dây. Cột pha một tấm bị gãy mà không biết là trôi đi như nào thì không biết. Bây giờ phải kiểm tra lại. Lấp hết à? Ồ, để tạm ở đây đã. Cái này phải mai bảo dân bản ra đào lên mới được. Sỏi là bị trôi đi khoảng chắc cũng phải tầm khoảng 1-2 khối gì đấy, từ tầm đấy đấy các bạn ạ. Nói chung là về sỏi là sẽ trôi đi khoảng mình nhìn chỗ này xem, thép là đang bị vùi ở dưới đất sạt này, thép là không bị trôi. Thép là còn nguyên nhưng mà nó bị vùi ở dưới đất. Sỏi thì trôi đi một ít, khoảng chắc khoảng 2 khối gì đấy. Cột pha đây. 1, 2, 3. Bây giờ phải kiểm tra xem nó trôi như nào. Đây này, nước lên tận đây cơ mà. Dưới này xi măng chắc ngấm hết rồi. À, trên này không dính đâu. Chắc dính đầu trên này đâu. Bốn. Thế thì trôi đi cốt pha. Đầu này dính thôi. Đầu này dính mỗi tải. Thế là còn may đấy. Dính mỗi tải cái đáy. Vâng. Cốt pha hôm nọ là dựng vào đây cơ mà. Sao lại trôi đi được nhỉ? Chắc kiểu nước nó đập vào đây nó cuốn quay lại đây mà. À. Đây nó cuốn không quay rồi. Đúng rồi. Nó đâm vào đây xong bắt đầu nó mới cuốn lại như này. Nó mới đẩy cốt pha đi. Thế là mất đi đâu? 4 tấm cốt pha. Hôm trước là mua 8 tấm. Mỗi tấm là 410.000. Thì mất đi 4 tấm thì 416. 1.600.000 tiền cốt pha. Xi măng thì không đáng kể, mất có ướt có một bao thôi các bạn ạ. À, đồ thì
Cái máy hơi thì bị sạt nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu. Tầm khoảng còn cái bồn trộn là anh ơi, cái bồn trộn này anh có thấy ở đâu không? Dưới kia có ai nhìn thấy không? Bồn trộn lúc nãy anh chủ thôn đi tìm thì thấy ở ngoài cách đây tầm từ đây ra nó tầm 3 cây. 3 cây thú. 3 cây thú. Anh có nhìn thấy không? Em thuộc loại không sang đâu. À thế ạ. Anh chủ vườn sang anh Phúc thì chú sang đấy nhìn thấy. Vâng, nó chỉ bị móp móp nhưng chú ở vẫn thường được, chỉ móp à biển họ. Vâng đấy các bạn ạ, cái bồn trộn hiện tại là đang bị trôi đi khoảng 3 đến 4 cây số, thì khu vực dưới cái cơ 3-4 cây thì các bạn biết là như nào rồi đấy, bãi cát bên kia thì hôm qua múc lên khá nhiều, giờ nó bị tụt đi cũng mất khoảng 1/3 tầm đấy các bạn, cũng khoảng mất 1/3. Nhưng mà bây giờ chắc chắn là cái chỗ này cát nó sẽ nhiều này, nhưng mà chỗ múc lên lại mất. Hôm trước thì bà con cũng đã rất là chủ động nhá, bà con cũng đã nói là cái trường hợp gọi là rất là ít khi, tức là lũ lịch sử thì nó mới qua được cái chỗ này. Thì lịch sử đấy là vào năm 2018 là thấy mỗi một lần, với lại năm 8 mấy ấy, hay là 9 mấy hay là một lần nữa. Năm 86 đúng không? Tức là nó mới qua được chỗ này. Còn hôm trước đây này, các bạn nhìn hôm trước bà con bốc đá lên đây xây cái chân kè này, bảo là chưa xây thì để dành làm cái xây từ nón này, mất một ngày này. Mình còn bảo bà con nó cố gắng bốc lên cao này nhá, để không lũ nó trôi. Bà con còn bảo ôi không trôi được đâu, lũ nó chỉ lên đến đây thì nó ngập qua đá thì nó không trôi được đấy. Nhưng hôm nay mới biết là cái lũ này nó to đến mức độ nào các bạn ạ. Thế là trôi mất khoảng mấy khối đá đấy nữa cơ. Ê, khó khăn. May là cái bồn trộn nó còn nhìn thấy. Thì bây giờ là hôm nào mà máy móc ra ngoài kia thì chắc phải đưa lên ô tô mang về. Bây giờ phải chờ nước rút nữa cơ. Nước mới rút được thì đánh máy xong này bên này mới sửa được đường này, sửa được cái chỗ này này, đấy múc thép ra này. Bà con nó biết là làm lại cầu kiểu gì mà đi được đấy. Không sang được đây à? Chịu thôi, bơi thế nào được. Đây là cảnh bà con ở bên Khe Ba đây này, đấy. Bây giờ mà ví dụ có việc chui hết rồi. Ví dụ có việc hay là ốm đau bệnh tật cấp cứu thì, hoặc là các cháu đi học thì chắc chịu rồi. Này là tịt luôn đấy. Đường tịt luôn. Một cơn lũ thiệt hại rất là nặng luôn các bạn ạ. Anh ơi, giúp em cái cốt pha này lên trên kia. Để lên tả ly kìa. Ây da. Hôm nọ mà để bên này thì đẹp quá nhỉ. Để lại bà con lại xếp vào bên ngay bên cạnh cái hệ đấy này. Cho hết 4 tấm anh ạ. Tấm này bị gãy nhưng mà vẫn dùng được. Đấy. Thế này thì khổ rồi. Không ngờ được cơn lũ nó to thế. Nhà anh có bị làm sao không anh?
không có đồi ruộng các thứ có bị không? Ngô dù lúa. Đúng là người tính không bằng trời tính nhỉ. Quá dã man. Tính ở trong thôn nó rơi vào tầm thiệt hại tầm 10 mẫu. 10 mẫu cơ? Cả ngô cả lúa. Ấy giời. Thế thì xã này phải mất phải vài tỷ đấy. Em thấy cột điện đi theo đường thì gãy nhiều lắm. Đường điện là cáp quang của cột theo là bị gãy các bạn. Vâng. Trong này không có sóng à? Trong này không có sóng nhỉ? Từ lúc sáng nay đấy các bạn. Lúc sáng nay. Nhưng mà ở trong này nó có mưa to quá không? Mưa to mà. Ở ngoài kia em thấy nó mưa nó cũng bình thường, tầm khoảng 7 giờ đến 9 giờ. Trong này mưa to. Thế á? Sợ nhỉ. À, các bạn ạ, lúc nãy mình đứng ở bên kia mình nhìn nó không được chi tiết lắm, mình đứng lên đây nhìn thì mới biết được. Nó phải trôi đi, cái sỏi này phải trôi đi tầm khoảng một nửa đống đấy các bạn ạ. 13 khối thì phải, chắc phải trôi đi tầm khoảng 6 khối. Khoảng đấy các bạn. 6-7 khối, 6 khối. Tức là đi một nửa, gần một nửa rồi. Rất là buồn luôn. Ây da, phạt sinh càng thêm lo lắng rồi. Lũ như thế mà không bay hai cái mố này đi nhỉ? Thế mới tài. Đây, nước là nó đi ngang tầm trên này các bạn này. Đấy, đất mượn nó sạt đi hết đấy, lên này. Cái chỗ bên này mai sau xử lý, phải xử lý chắc chắn đấy các bạn. Cái đầu này nó tạt vào đá xong bắt đầu nó xoáy vòng ở đây. Xoáy vòng nó mới đẩy nước bên kia. À, lúc nãy em có nó có quay một số hình ảnh ấy, mình cho các bạn xem lại một đoạn các bạn nhé. Đấy, nhìn những hình ảnh đấy thì các bạn có thể biết được là sức lũ của nó nguy hiểm như thế nào. À đây đây, cái dây đây còn đấy đây. Đây còn cầu không đấy? Còn cầu không? À, mà... phải đâu quá. Nặng lắm. Hình như tấm ván này vẫn còn này. Thử nào. Ôi. Ui giời. Cát lấp rồi. Chắc cát lấp rồi. Tới hòn đá gì mà ác được trời. Ây giời, bay cả hòn đá này đi. Trôi mất cầu rồi. Nếu mà như này thì mấy ngày nó mới rút đây. Mai đi được chưa? Nước mà nó mưa như này thì sáng mai là rút rồi. À. Tức là nó giảm mưa là nó cũng rút thôi đúng không? Thì nước nó rút nhanh mà. Vâng. Thì chung là đi gọi bên thủy điện xuống xử lý cái mỏm đá kia, nhưng mà mưa rũ quá không đi được các bạn ạ.
tiến độ là bị chậm được do cái này đấy, thiên tai như này. Đây cái phía bên này là cái đất nó là đất mượn, đất mới ấy, nên là nó không giữ được các bạn. Nếu mà nó vài năm ấy thì nó có lũ thế này thì nó cũng đỡ, nhưng mà cái này đất này nó mới san xuống, gặp nước cái là nó tan theo nước luôn. Còn cái này mà vài năm thì nó không ấy được, mà nó mà giống cái bên đồi ngô hay là bên kia của chú Phú kia thì không sợ nữa rồi. Cái này nó là đất mới, đất nhão, đất đỏ nữa. Tôi đi khá là nhiều đất, cái chỗ mà để vật liệu thì nó lại trôi nhiều nhất, tí mới đau đấy. Cả cái mỏm đá cái lúc hôm nọ là lấp đầy ra rồi, bây giờ mới trôi hết lên. Đây chú Trung với chú Giàng đang chuẩn bị chắc là tìm chỗ nào đấy nước nó không xiết, bơi qua suối để mà đi vào gặp các anh ở bên thủy điện để xem các anh lên chưa để làm cái chỗ đá kia các bạn. Giờ cái hôm nay là xe của mình, xe của bên kênh còn đang xe của các anh ở dưới Hà Nội đang lên lắp cái khoan đá, còn đang đi vào đây rồi cơ. Mà đường sạt như thế này. Chú Giàng còn quăng chài cá chứ kìa. Lũ này đi bắt cá là có nhiều cá lắm. Có được không? Được nhiều cá không? Ít lắm à. Ấy, có cá kia kìa. Ui nhiều đấy. Ôi, cá suối nhiều đấy. Úi dồi, nhảy tanh tách kìa. Lừa chỗ nào tính bùm phát là được. Dưới kia còn một anh nữa kìa. Đấy, cảnh bà con đi bắt con cá suối mùa lũ đấy các bạn ạ. Làm con khoảng 2 cân đây xem nào. Ồ, có nhiều cá phết đấy chứ nhỉ. Đấy. Có cá nhiều đấy. Ồ, nhiều thế. Chú bơi răng à? Bơi à? Bơi à? Sáng nay ông định vào trong kia sớm mà về đến đây nước thì cũng thấp hơn một tí bây giờ. À. Mà mình nghĩ là nước đây mua cho nó to nhá. Vâng. Mình nghĩ là tí nó sẽ xuống mua thôi. Vâng. Xong rồi về nhà một lúc thì coi mua xuống một phát thì không đi được nữa. À. Thì gọi... Lúc có gọi anh Phú. Anh Phú. Mình tái bây giờ chả thấy mặt mũi đâu. Mà về chiếu cái ba ngay, máy móc tất cả bên này về chiếu ngay cũng không sang được. Bên ngoài kia bọn cũng vào được đâu. Nước ở cái khe bên cầu đường xuống ngập không đi được. Nhưng mà các cháu bên đây không được, ông Phú bên này cũng vướng cái gì. Ông Phú sang đấy không qua được. Đường, ông Phú về đường cũng không dính ở đâu mà. Đường sạt đấy, ở ngoài này đường sạt. À dạ. Vâng. Thế chả đây đâu đâu, thế thì ông quay phim hết là tất cả sáng nay cả ruộng ngập, bên kia ruộng thấp ngập hết. À. Vậy là tràn ở đây. Thiệt hại nặng này. Không? Không, lũ thì không hỏng vì nó ngập thôi. À ngập. Nó xuống thì không sao, nước không sao. Nhưng mà bên kia bờ chứ ông vỡ hết cả cảm giác vỡ hết bờ. Cả máy bà con nhà cửa các thứ không sao đúng không? Mày nhà cửa không sao.
khiếp nhỉ. Nhưng mà chỗ này tại sao nó đến, vì nó vướng cái đá này nó bật lên thôi. Vâng. Sáng nay ông bên kia xem máy rồi. Đập vào đấy nó xoáy cái vải ông nhỉ. Xoáy vào rồi. Mà cái máy này cái hai cái bom dưới nước cái ngập ở đấy, sáng đấy. À. Không biết chiếu nào được, không sang được thì chịu thôi. Ở trong khi điện không có ai gọi được, không gọi được, không có mạng. Bây giờ mất sóng rồi. Mất sóng, không gọi được một tí nào, chịu. Thì đứt dây cáp quang rồi. Cái máy cái máy kia là chắc là thế nó ngập ra thì phải ấy rồi, phải tháo nhớt đi rồi. Nó chưa ngập ra, nhưng ngập mà bằng cái hai cái bô dưới này. À, bằng hai cái cổ bô dưới. Cái bô rồi. Và cái máy cũng ngập. Vâng. Ngập hai cái bình khí ở dưới. Bình khí ở dưới thôi. Nó đánh thẳng vào hòn đá này nhỉ? Ờ, đánh thẳng vào. Bật lên đúng không? Bật lên. Ôi sáng sợ xem sợ chiếc này. Quá khủng khiếp. Ở ngoài kia thiệt hại nặng lắm. À dạ. Vâng. Đây máy điện hỏng hết rồi, cả dây điện chất đứt hết rồi. Bật hết rồi. Đứt hết rồi. Bờ ấy tí nó phải cắm rằng phải đắp hư sáng được. Vâng. Cái chú bờ dùng cũng vỡ rồi. Giờ sạc đến nước. Vừa mới làm xong nhá, năm nay mới làm xong, mất bao nhiêu tiền. Đấy, bây giờ mỗi nhà cứ vài triệu tiền đấy, máy phát điện là tổng hợp vào là nhiều tiền lắm đấy chứ, không phải đùa đâu. Nhưng ông cái bờ giường này ông bây giờ làm lại phải mất hàng chục triệu ông làm được. Đấy. Thiên nhiên không biết đường nào mà nói được. Mình phòng rồi nhưng mà không lường được. Phòng được rồi hết. Không lường mình được nghĩ hết là rồi. Từ tháng này không có đúng rồi. Là to bằng này đấy nhá. Đấy. Cả cái đống đá bà con nó bảo ôi không sợ đâu. Lũ nó lên một tí nó lại xuống rồi. Ôi rồi bây giờ sạch bóng. Không còn viên đá nào. Mà cái loại nó có phải bé đâu, có những cái hòn to như cái này mà. Không sợ chứ. Đi ông con mình đi vào cho thủy điện tí nhỉ? Ờ. Vâng. Đi, con lai ông đi. Có ướt ướt à? Ông bơi cơ mà. Hả? Bơi cả mẹ nhảy xuống nước bơi cơ mà không đi được đâu. Bơi rồi. Cả quần áo bơi luôn à? Ờ. Đi. Vâng. Kệ tí để rửa tay không sao mà. Mình đấy các bạn ạ, đi vào một đoạn đi đường vào khu vực thủy điện thì tiếp tục con đường ở thủy điện này cũng bị thiệt hại khá là nặng. Cái con suối nhỏ nhỏ này người ta lắp hai ống cống nhưng mà chắc là không chịu được. Nên là nước suối nó phóng bục thủng cả cái nền đường, cái nền đất. Trơ lại luôn nguyên cái mặt đường các bạn ạ. Cái này mà ô tô đi qua gãy bục phát hướng hay công nông đi qua gãy xuống ngay. Này là đường đấy nhá, không phải cầu đấy nhá các bạn nhá. Mà nó trôi hết như này cơ mà. Khủng khiếp chưa? Đấy, thiệt hại rất là nặng, nó không phải riêng A Tú đâu mà rất nhiều công trình ở trên xã này bị thiệt hại các bạn. À các bạn ơi, lúc nãy thì mình với chú Trung với em trai này vào trong chỗ các anh làm giữ thủy điện, chỗ đấy thì mình không quay, cũng ngại chỗ làm việc của các anh ấy. Thì bàn bạc về cái công việc mà các anh ấy giúp phá đá thì các anh ấy có trả lời là hôm nay các bạn ạ, hôm nay để do cái mưa bão nó gây ra nhiều cái thiệt hại cho công trình của các anh quá, ví dụ như đường này, cầu này, với lại rất là nhiều các cái công trình của anh bị hư hại nên là phải mất 2 ngày để xử lý thông tuyến đường này, rồi là cầu cống phải san lấp lại nên là máy móc của các anh là chưa ra được, với lại là nhân lực là phải chi phối vào cái việc khắc phục thiên tai nên là hẹn là 2 ngày nữa mới ra giúp được các bạn ạ. Nên là cái việc phá cái mỏm đá đấy thì cũng thư thả một chút, tại vì chỗ này là mình còn phải xử lý, với lại là sỏi xiếc phải tập kết tiếp tục cơ, nên là 2 ngày nữa thì vẫn gọi là trong cái giai đoạn khắc phục sau lũ thì vẫn ok các bạn ạ. Thì anh cũng trả lời như vậy thì mình cũng về luôn ra đây. Bây giờ xem chú Trung chú ấy về kiểu gì đấy các bạn này. Cái gỗ á? Ừ. Nặng lắm. Kiểm tra lại xem. Vâng. Chú Trung chú đang xuống kiểm tra cái cầu xem còn ở đây không các bạn ạ. Rút rồi đấy. Như này
À vẫn còn à? May ở đây đấy. May đấy nhỉ. Yeah. May quá. Không may phải đi làm đấy thì chết. Đấy bây giờ mà đi xẻ là cái này là ông neo xuống dưới ấy à? Ừ, neo dưới kia. Ở trên có cái gốc cây ông buộc vào đây không ơi. Chắc đi về. À. Buộc trên là có một cái gốc to mà. Thế này chắc là may là dân phải làm vào đấy, đúng không? Không phải làm, làm phải mấy ngày đấy. Thế cơ? Phải đi lên trên rừng già trẻ xem phải bây giờ cũng có trâu phải các trâu đi kéo. À. Lắm. Nhưng mà cái này mà xử lý thì lắp lại thì làm kiểu gì? À. Nặng thế này là cả bán ra à? Còn cả 4-5 người làm được rồi. 4-5 người à? Lấy một cái cây kia vào đây cho mình. Ở bên kia mấy người kéo ở đây du vào thì được. À, du qua đây. Ngày mai chắc phải làm được quá. Chắc phải làm mới đi được quá. Rút một tí phải làm rồi. À, rút một tí phải làm rồi. Bây giờ không rút không mang được lên rồi. Nó chọc một cái đá. Không sang đây à? Ừ. Thử xem chú Trung về nhà bằng cách nào đấy các bạn ơi. Những cái hình ảnh này thì các bạn sẽ biết được là nỗi khổ của bà con ở vùng cao như thế nào. Ồ, dài thế, dài quá. Đấy, cháu buộc cái xích vào đấy nó muốn bẻ cong hết cái đấy cơ mà. Nó mới giật đi. Cong hết cái này xong bắt đầu nó tuột cái kia nó mới đi. Cái này chắc không làm được, làm phải ba lần cái này đấy. Ờ nhờ cái này. Chắc phần này. Cái lỗ này. Đấy được ra. Cái này được. Cái kia còn được phần nó thổ ra bao nhiêu thì lấy được. Dạ. Cái này cấy rồi chắc được. Cái này như mất đi hết đi. Đá này là loại đá xanh nhỉ? Xanh chứ không phải trắng đâu. Cái này xanh cũng phải xanh hết nhá, vừa trắng vừa xanh. Đúng rồi. Khó này. Cái loại này nó mới vặn vẹo thế này nó mới khó. Thớ thì chả nứt thì chả có. Xin chào, có sang được không? Cái này mai bà con lên gác cái cầu này xong là sửa tạm để xe máy đi ra được. Sửa một tí chỗ trên kia là được mà. Hớt xuống cái quế là nhưng được. Nhưng mà cái này không làm được nhanh nhá thì ngày mai ông bảo cho ông lấy muối rồi. Vâng. Làm mảng trong để tặng cho cái này cho xong mới đi làm trước ra. Vâng. Không có nhưng mà đi một phát nữa mình mất bao nhiêu đúng tiền. Đấy. Đúng rồi đấy. Đúng mai là phải xử lý ngay đấy. 350.000 một khối. Sót hết cả ruột rồi. Đúng rồi, đóng bảng để chuyển cái đấy, này. Đúng rồi. Đóng bảng co và tải. Nếu mà thế chuyển lên hàng trên kia. Ờ. Số bằng ấy nhỉ? Phải mang lên đến kia được. Toàn lên cái bãi thì cho nó sáng này nước còn qua cái miểu đây này. Vâng. Qua cái đấy đấy. Ok, thôi tình hình thế nhá. Ngày mai thì ông hô bà con đến sửa sang cái này và gom cái này lên cho hộ cháu với nhá. Vâng, vâng. Rồi. Cái máy này sang. Vâng. Nguy hiểm lắm. Ok. Ông. Vâng, ông về nhá. Ông cẩn thận đấy nhá. Ây da, trôi đi xa thế. Ây da. Đây là cảnh về nhà của bà con vùng cao đây này. Sợ chưa? Trôi mất cầu rồi. Rồi, xin chào ông nhá. Quá nguy hiểm. Thế mới thấy được cái sự khó khăn, cái sự vất vả, cái niềm mong ước của bà con về cái cây cầu hạnh phúc đấy như nào. Đặt cái tên hạnh phúc cũng rất là ý nghĩa, phù hợp với cái niềm mong mỏi của bà con các bạn. Các bạn ơi, vậy là một cái video đăng lên cho các bạn cùng nắm bắt được tình hình. Thật ra là mình cũng rất là buồn nhưng mà cũng không có cách nào khác được, tại vì cái này nó là thiên tai các bạn. Mình đã tính rồi nhưng mà người tính không bằng trời tính được. Thiệt hại ở xã này cũng rất là lớn và không chỉ riêng cái công trình của mình. Nên là thôi cũng phải cố gắng. Đây là một cái bước đầu khó khăn nhưng phải cố gắng khắc phục. Và cũng rất là mong muốn là các bạn theo dõi và các mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ đến bà con bản Khe Ba để hoàn thiện cây cầu sớm nhất có thể. Để những cái hình ảnh mà bà con
vượt lũ về nhà, vượt lũ ra ngoài này nó không còn nữa. Các cháu đi học được, như hôm nay thì mình khẳng định là hôm nay là các cháu chắc là không ra được ngoài đâu, không thể đi được, ai mà dám đưa con bơi qua đây được, không còn nữa. Nên là rất là mong muốn là các bạn theo dõi trên kênh này, đồng hành cùng kênh và ủng hộ giúp đỡ bà con để số tiền đủ sớm nhất, hoàn thiện nhanh nhất cho bà con các bạn ạ. Cái việc khắc phục này thì tiếp tục ngày mai cùng với bà con là khắc phục sau lũ. Mất tiến độ, đúng ra là nếu mà thời tiết đẹp thì nhanh thôi mà, nhưng mà nó bị như này thì chắc cũng mất 2-3 hôm khắc phục cái lũ này đã, xong rồi tiếp tục công việc các bạn ạ. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Xin chào. Ok, anh em mình về thôi nhỉ. Chào các bạn về thôi.